Thì đây là món tép rang lá chanh đây mọi người ơi. Mình rang kiểu này đơn giản thôi, nhưng mà cái món tép này ăn rất là thơm ngon mọi người nhá. Đây những cái con tép rất là bóng, rất là hấp dẫn luôn. Đó, mùi thơm của lá chanh rất là thích luôn. Đó, mọi người trông có ngon miệng không? Hai, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm kênh của mình nhé. Thì hôm nay mình lại vào bếp làm cái món tép rang lá chanh mọi người ơi. Đây mình có một ít tép này, rất là tươi ngon luôn. Mình loại bỏ cái phần đầu của nó đi mọi người nhé. Để cái đầu của nó, cái vỏ đầu của nó cứng á, cho nên là mình loại cái đầu của nó đi. Đây lá chanh mình hái ngoài nương vào này, mình đã thái sợi nhỏ như thế này. Một quả ớt nhé. Đây là hành tỏi khô để phi cho thơm này. Giờ bây giờ mình tiến hành thôi. Đây là mình sẽ cho cái hành tỏi khô vào nhé. Đây, mình sẽ phi thơm cái hành tỏi khô này lên. Đây, tép này mình đã rửa sạch và để cho ráo nước nhé. Loại bỏ cái phần đầu của nó đi. Mình sẽ cho cái phần tép vào này. Đây mình cho tép vào, mình sẽ đảo nhẹ tay, đảo đều cho cái tép này nó khô cái nước ấy mọi người ơi. Sau đấy mình sẽ cho thêm một chút mỡ cho lợn mọi người nhé. Và sẽ nêm nấm sau. Đó, trong quá trình mình xào là tép nó cho ra một ít nước này. Mình sẽ xào rang đều một lát cho cái nước này nó cạn. Rồi ok, khi mình xào nó khô hết cái nước này này, mình sẽ nêm vào mọi người nhé. Đây, mình sẽ cho vào đây 2 thìa đường này. Này là đường trắng mọi người nhé. Đó, mình cho 2 thìa đường trắng nhỏ nhỏ vậy. Đây, mình sẽ cho thêm một ít cái mỡ lợn vào. Bây giờ mình mới cho thêm một ít cái mỡ lợn vào cho nó bóng cái con tép ấy mọi người. Cho thêm một ít mỡ lợn vào. Đó. Rồi sẽ cho thêm một ít cái hạt nêm cờ no này. Cho ít hạt cờ no này. Đây, sau đấy mình cho thêm một thìa nước mắm này. Đây, cho thêm một thìa nước mắm này. Đó, giờ mình sẽ rang. Rang cho nó ngấm. Ngấm gia vị cho nó ngon. Mình sẽ rang khô mọi người nhé. Đó, lúc này mình cho thêm mỡ vào là con tép này nó rất là bóng luôn. Nó bóng trông rất là ngon. Đó, mình xào được, mình sẽ cho lá chanh vào nhé. Này, cho lá chanh thái sợi này. Cho vào mình xào đều tay này. Đó. Rang đều đi là tắt bếp. Rất là thơm luôn. Thơm cái mùi lá chanh nhé mọi người. Lá chanh mình cho vào sau, tránh trường hợp cho vào trước là nó hay bị đắng mọi người. Đó, mình rang khô thế này ăn nó rất là thơm ngon. Đây, rồi ok, mình rang như thế này là được mọi người nhé. À, để mình tắt bếp để cho ra đĩa thôi. Rất là đơn giản.
Đây rồi đây mọi người ơi, mình đã cho cái phần tép rang lá chanh ra đĩa đây. Mình cho thêm ít lát ớt lên nhá. Đó, mọi người trông có ngon miệng không? Mình rang kiểu này rất là thơm ngon mọi người nhá. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau nhá.